喂，起来，起来，起来！喂，举牌，别开，哎，举牌，喂，举牌了，喂，来呀，啊，起来，起来，哎，举牌。Mấy thằng trẻ con này ra chỗ khác chơi để anh em tao còn lấy sân. Mấy thằng canh con này buồn cười nhờ. Bọn tao chiếm được sân trước thì sân này của bọn tao nhá. Lượn đi nước nó đục. Mày chắc chắn với câu trả lời cuối cùng này chưa? Tao chắc đây. Mày làm sao? Hay thôi mày nhường sân cho bọn nó đi. Mấy thằng này xấu má lắm. Gì? Chúng nó ở khu nào đấy? Nhìn chúng nó lắt chắt thế thôi. Nhưng mà bọn này ở trong cái băng đảng lưỡi búa mà. Ở chỗ mà bụi đời chợ rau thơm ấy. Ủa thế á? Mấy ông phải sợ. Chúng mày dựa vào đâu để chiếm sân của bọn tao nào? Tao đủ cơ sở chưa? Tưởng một mình chúng mày có thể bêm được hai bọn tao hả? Thằng này, gọi anh Khánh lên cho tao. Em về trước đây nhá. Cái thằng này. Gọi 10 thằng anh mày ra đây. Chúng mày đợi đấy, tao gọi anh Khánh tao ra. Alo, anh ra đang đâu đây? Đang đi cắt tóc. Sao? Em bị mấy thằng ở bụi đời chợ rau thơm chiếm địa bàn cho bóng rổ anh ạ. Ui, là cái bọn lưỡi búa. Anh về xem giải quyết cho em phát. Anh sợ. Không, mày bảo bọn đấy đợi tao 10 phút. Rồi mày lên Nguyễn Trãi đánh xe đón tao về. Được anh. Em gọi tiếp cho anh đi nhá. Như nào? Có bản lĩnh thì chờ tao 10 phút. Tao về tao gọi anh tao ra. Anh Khánh ơi. Ui, sợ này đứng nhanh thế nhỉ. Dạ, mời anh vào đây ạ. Cho anh thanh toán cái. Cho anh thanh toán cái. Dạ, chỉ hết có 150k thôi ạ. Ôi, làm bao nhiêu bước mà rẻ quá. Sao cứ lên anh đắt đắt hơn được nhá. Dạ, em không dám ạ. Anh về đây. Em chào anh ạ. Rô. Anh Dũng ở chỗ nào đây, xem không thấy. Anh đang bận giải quyết việc ở bên chợ cá rồi. Mày xem thế nào, tự giải quyết bọn đấy đi nhá. Không được. Anh ạ. Tao còn phải sống chứ, hơi đâu mà động vào bọn lưỡi búa. Ôi, anh chưa về ạ? À đâu, anh chờ mấy thằng đệ đến đón ấy mà. Vâng, thì anh cứ ngồi đi ạ. Sao 3 tiếng rồi mà nó vẫn chưa quay lại nhở? Anh Tài! Sao? Em bị thằng Huy thằng Trên đánh. Cái gì? Đã mất nạt thằng em tao. Đó ra. Mẹ về rồi à? Chúng mày định đi đâu? Con định đưa em đi đám cưới. Đám cưới? À đúng, đám cưới ạ. Thật không? À thật mà. Con đi nhá. Đi đám cưới mặc quần đùi. Tưởng bịp tao mà dễ à? Sắp đến chỗ con lợn đấy rồi anh ạ. Được. Thôi xong rồi anh ơi. Sao? Mẹ đằng sau. Chào mừng khán giả đã đến với thời sự buổi trưa. Thì bây giờ là bản tin dự báo. Chúng mày ăn xong thì dọn dẹp đi nhá. Tao đi đặt lưng cái. Vâng, mày cứ đi ngủ đi. Mày cái vụ này cứ để thằng này lo mẹ ạ. Thấy là cơn bão đang rất là kinh. Bây giờ là dự báo thời tiết của ngày mai. Ngày mai là mưa sẽ vào 50% nha anh em nhá. TV này là của tao. Tao phải dành cho thời sự. Chỗ mày xem bọc rồng ở đây à? Chỗ này không phải là cái chợ. Anh muốn xem thời sự thì đi ra ngoài. 100%. Cho nên là sẽ gặp được bọn bạn. Chúng mày có thôi đi không? Chỗ chúng mày tranh nhau à? Hả? Còn thằng kênh con đi nữa. Thích vào mượn điện thoại của mẹ mà chơi. Anh vừa bảo cái game gì cơ? Nhưng mà mẹ em đang ngủ ghê lắm. Vào lấy điện thoại bị phát hiện ăn thần cả lũ đấy. Ôi giời ơi. Mày thấy hôm nay tao vô lây quả khét không? Ghi bàn luôn. Riêng cái bọn xóm thể thao ấy. Tuổi tôm. Sời. Hôm nay là bố mới nhường mày sút đấy. Không mà để tao sút ra. Ôi mày sút kiểu gì đấy? Gì lỡ chân tí mà cũng. Quả bóng tao tiết kiệm cả tháng trời buộc đấy. Ai biết gì đâu. Biết cái liên tịch kia này. Vào lấy lại cho tao đây. Mày điên là cửa hàng đông thì kia. Tao vào nếu nó bắt đèn tao làm sao? Không, tao không biết làm nào làm. Thôi cả hai thằng cùng vào. Thằng nào sút bóng vào đây vỡ hết cả hàng của họ rồi. Chào các quý vị đại biểu khách ạ. Các thượng đế đến mua quần áo ạ. Đúng rồi. Tiền đâu mà mua. Hai anh vừa mới đi đá bóng về ạ.
hay là quả bóng kia của hai anh đấy? Đâu, quả bóng 900k mua ở chợ xanh kia không phải của anh. Có vấn đề gì à? À không, em hỏi thế thôi chứ không biết thằng nào sút quả bóng vỡ hết đồ đạc của quán nhà em. Thằng nó mất dạy thật đấy, sân rộng thì không sút, cứ sút vào quán như người ta. Không biết thằng nào sút. Anh kể cho em con sông Hồng ở đây nhá. Ok em. Ui, bộ cô nó đến kìa. Xuống. À, chào bác kênh à. Mày cắt đầu cua cho thằng cu nhà bác cái. Sao lại cua? Mày dịch cái không? Cắt cua cho nó mát. Ui, cháu là cháu muốn cắt cho con trai bác lắm đấy ạ. Nhưng mà quán cháu là đóng cửa mất rồi. Hẹn con trai bác tóc dài lần sau nhá. Được. Ra quán khác. Bác vào thượng lộ làm ngang nhá. Sao anh không cắt tóc cho thằng cu kia? Ui giời, trốn được là may ấy. Bố con nó vào chuyên ra phá quán rồi, quán nào cũng phá. Rồi đi vào đây. Lấy cô hồn ấy sao mà quán nào cũng đóng cửa ấy nhở? Biết đâu được bố. Anh nghe xong chưa? Mày chạy. Chuẩn bị này, 3, 2, 1, diễn. Thằng shipper, mày làm gì mẹ tao? Tao làm gì mẹ mày đâu. Thôi cắt đi em. Cắt. Hiếu đây chị Bảo. Vâng ạ, tập thoại ấy chứ. Chị em à. Thằng shipper vừa nãy diễn cùi bắp như thế mày còn tuyển được à? Hả? Ôi chị thông cảm cho em không tìm được người khác ấy chị ạ. Chị không biết. Mày xem nào, tìm thằng nào sáng sủa đẹp trai hơn tí. Nhân vật của chị mày nhìn sang sang lên. Em thấy thằng cu kia hợp mà. Mày thích cãi không? Tao cho nghỉ việc bây giờ. Nhưng mà tìm diễn viên khó lắm ấy chị ạ. Trong hôm nay phải tìm được diễn viên mới cho chị. Chị. Này, cầm lít vốn mà tìm diễn viên nhá. 200k thì tìm ma. Lại job. Alo. Khánh à. Sao? Thì anh đang chống một vai shipper ấy, thì mai có gì diễn giúp anh nhá. Được. Ui may quá. Cắt C10 củ thì đi nhá. Ui gì mà cao thế. Thôi chỗ anh em với nhau 200k nhá. Lượn nhá. Này. Tới con ông kênh đúng không? Chả là anh đang chống một vai. Mất rồi nhá. Ai cũng có một thằng bạn. Mày đến chưa? Tao đây. Tết rồi. Nếu hôm nay mày muốn ăn gì tao bao tất. Nhưng hôm nay mẹ tao không có ở nhà, nên tao phải dẫn hai thằng em tao đi. Yên tâm, nhìn chúng nó béo thế thôi, nhưng mà ăn ít lắm. Anh em ăn thoải mái đấy. Ô, hai cái thằng này, ăn gì thì gọi mạnh mồm lên. Bà ơi, bà cho con 4 cốc nước lọc. Ô, sao lại nước lọc, bà cho con 1 can nước ngọt luôn. Thằng kia ra đây đi. Chúng mày ăn thoải mái đi, nay hiểu bao tất. Bà ơi, thiệt hại của bọn cháu là hết bao nhiêu tiền nhỉ? Bọn cháu 1 can nước lọc 1 triệu nha. Thằng Hiếu thanh toán đi. Khi có gái đến. Ui, nhìn phòng như cái chuồng bò này. Phải sống riêng phong cách này thì mày ấm cúng, mày hiểu chưa? Thằng nào ấy nhỉ? Chào hai anh ạ. Em ở phòng trọ bên cạnh ý, thì có thể cho em mượn cái kìm được không ạ? Mời em vào nhà. Ui, các anh là con trai mà sống đẹp thật đấy. Bọn anh lúc nào cũng sạch sẽ mà. Thế không biết em trang trí phòng trọ chưa nhỉ? Có cần anh sang giúp không? Chồng em làm rồi ạ. Tại mày ý, đã bảo là ở ngoài trông xe đi, tao cày danh cho. Cứ xôn đi vào, bây giờ mất xe đạp với làm gì thì làm. Kìa, xe mày có phải xe tao đâu mà tao phải trông. Xe tao mượn của anh Khánh xăm chỗ đấy chứ tao lấy đâu ra. Ông đấy mà biết mất xe thì anh ấy ăn dần cả lũ đấy. Bàn tán gì thì nói to rõ ràng lên chứ các em. Anh ạ. Chiều chưa tàn mà chúng mày dình ở nhà tao làm gì? Có muốn ăn trầu không? Đâu, bọn em sang đây để xin anh mấy quyển sách lớp 8 để vào năm học mới đỡ phải mua ấy mà. Đúng rồi anh ạ. Đi bộ sang đây à? Thế cái xe đạp đua DC Blazer King Pro 2023 Nhật Bản hôm qua tao cho mày mượn đâu? Dạ. Sao? Mày có biết để tậu được con xe đạp đấy tao phải mất mấy cây lan đột biến không? Kìa, nghĩ cách gì đi. Bố mày biết cái gì đâu, làm sao bây giờ? Nói. Xe đạp tao đâu?